Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Rodenpan Vlog. Các bạn hãy bấm like đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất về thông tin tiểu sử. Tiểu sử cầu thủ bóng đá Nguyễn Minh Phượng. Nguyễn Minh Phượng sinh vào ngày 5 tháng 7 năm 1980 tại Long Khánh, Đồng Nai. Nguyên quán là Trơn Thành, Bình Phước và là một cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam. Anh từng là thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam, giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 và cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Minh Phượng giải nghệ vào cuối mùa bóng năm 2015 trong màu áo của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và anh hiện là huấn luyện viên của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Thông tin cá nhân: tên đầy đủ Nguyễn Minh Phượng, ngày sinh mùng 5 tháng 7 năm 1980, nơi sinh Long Khánh, Đồng Nai, chiều cao 1m70, vị trí tiền vệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay SHB Đà Nẵng trên cương vị huấn luyện viên. Câu lạc bộ trẻ từ năm 1987 đến năm 1989 thi đấu cho câu lạc bộ Cảng Sài Gòn. Câu lạc bộ chuyên nghiệp năm 1998 đến năm 2003 thi đấu cho Cảng Sài Gòn. Năm 2003 đến năm 2010 thi đấu cho Đồng Tâm Long An. Năm 2010 đến năm 2015 thi đấu cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Về đội tuyển quốc gia, từ năm 1996 đến năm 2006 thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Năm 2002 đến năm 2010 thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Về trên cương vị huấn luyện viên, năm 2017 huấn luyện viên của đội tuyển Long An, năm 2018 huấn luyện viên đội tuyển SHB Đà Nẵng. Về sự nghiệp, từ năm 1998 đến năm 2002, anh là thành viên của Cảng Sài Gòn, sau đổi tên thành Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Năm 2002, sau một số tranh cãi về chuyển nhượng với câu lạc bộ, anh chuyển sang Gạch Đồng Tâm Long An, nay là Long An, với phí chuyển nhượng là 400 triệu đồng. Từ tháng 10 năm 2010, anh là cầu thủ của SHB Đà Nẵng với giá chuyển nhượng là 5 tỷ đồng. Đầu năm 2007, Nguyễn Minh Phượng biết anh mắc bệnh dị ứng mao mạch. Người bệnh có thể bị mất khả năng hoạt động mạch và có thể tử vong. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á và cúp bóng đá châu Á. Sau kỳ AFF Suzuki Cup 2010 không thành công của Việt Nam, Minh Phượng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia sau kỷ lục 73 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Sự rút lui của Minh Phượng để lại rất nhiều tiếc nuối và khoảng trống vô cùng lớn ở đội tuyển, bởi anh được biết đến như thủ lĩnh thực sự trong lẫn ngoài sân cỏ. Sau Nguyễn Hồng Sơn, Minh Phượng chính là tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam, với phong thái của một thủ lĩnh, phong cách thi đấu tinh tế với những đường truyền xuất sắc và nhãn quan chiến thuật tốt. Ngoài ra, anh cũng có kỹ năng đá phạt khá tốt. Cho tới năm 2012, mặc dù đã ngoài 30 tuổi, bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và sức khỏe, nhưng anh vẫn là trụ cột không thể thiếu của đội bóng sông Hàn. Hiện nay, hộ khẩu của anh ở Phú Mỹ, Bình Dương. Sau khi treo giày và kết thúc giai đoạn 1 của khóa huấn luyện viên chuyên nghiệp do FIFA tổ chức, anh nhận lời làm giám đốc kỹ thuật cho câu lạc bộ bóng đá Bình Phước.